Lời Chúa. Thứ Bảy, 31 tháng 12, ngày thứ Bảy tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Những vết thương lòng từ bao năm qua con xa Chúa trong đời. Những đắng cay tâm hồn từ bao năm qua con bỏ Chúa lâu rồi. Con quên làm dấu thánh giá, con không còn nhớ đến Chúa trong cuộc đời. Quá khứ đau buồn từ bao năm qua đam mê với chi là, nhưng xót xa bao lần từ bao năm qua con thật quá vô tình. Con quên thờ Chúa chi thánh, con không còn biết đến Chúa trong cuộc đời. Một ngày con trở về, một ngày con trở về trong vòng tay yêu thương, bên lòng Chúa xót thương. Lời Chúa. Thứ Bảy, 31 tháng 12, ngày thứ Bảy tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022. Chúng ta họp nhau ở đây trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh để tạ ơn Chúa. 365 ngày đã qua, 365 ngày bình an trong lòng thương xót của Chúa. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em đã đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm qua, 365 ngày, với những món ăn tinh thần, lời Chúa hàng ngày, chuyện đạo, chuyện đời, chuyện xưa tích cũ, sống đời chứng nhân, tản mạn cuối tuần và điểm hẹn Chúa Nhật. Xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng ta, chúc lành cho anh chị em. Và chúng tôi cũng xin anh chị em tha thứ những thiếu sót của chúng tôi trong một năm vừa qua. Chắc chắn không thể làm vừa lòng, hài lòng tất cả mọi người được. Xin anh chị em cầu nguyện để chúng tôi được ơn trung thành với sứ mạng của mình, loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa qua phương tiện truyền thông cho những người Việt Nam ở trên đất nước Việt Nam cũng như tất cả những nước khác trên thế giới. Mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa ngày 31 tháng 12, ngày thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Bài đọc 1. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 2, câu 18 đến câu 21. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em, là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến. Thế mà giờ đây, nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ, không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Phần anh em, anh em nhận được dầu do tự đấng thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, chúc tụng thánh danh. Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. Biển gầm vang cùng muôn hải vật. Ruộng đồng cùng hoa trai, nào hoan hỷ.
Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa. Vì người ngự đến xét xứ trần gian, người xét xứ địa cầu theo đường công chính, xét xứ muôn dân theo chân lý của người. Hallelujah, hallelujah. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Nhưng ai đón nhận người thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 1 từ câu 1 đến câu 18. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có Thiên Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành. Và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống. Và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối. Và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng. Và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật. Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người. Vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môi-se, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, thế là đã qua 365 ngày. Hôm nay chúng ta cùng ngồi nhìn lại một năm đã qua, những biến cố xảy đến cho cá nhân, cho gia đình, cho cộng đoàn và cho cả thế giới. Mỗi người chỉ biết nói một câu, đó là tất cả là hồng ân. Tất cả là hồng ân. Rồi, hallelujah. Ta ơn Chúa. Hallelujah. Ta ơn Chúa. Ở bên Mỹ, người ta mỗi năm có ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn. Chúng ta không có ngày lễ tạ ơn. Nhưng ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào cũng là những ngày, giờ, phút, giây tạ ơn Chúa. Sống trong tâm tình tạ ơn Chúa, nó vui lắm thưa anh chị em. Vì mình quên đi được những lo lắng, quên đi được những muộn phiền và bớt đi những ham muốn. Vì nếu mình cứ xin hoài, xin hoài, xin hoài, con người mình chẳng biết bao giờ dừng lại, bao giờ mới là đủ, biết bao giờ cho đủ. Thế mới nói, tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc,
tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ, tức là đủ. Đợi đủ, biết bao giờ mới đủ. Biết nhàn, tức là nhàn. Đợi nhàn, biết bao giờ mới nhàn. Có những người cứ lao đầu vào công việc, còn chẳng có giờ nghỉ ngơi, còn chẳng có giờ để mà thư giãn. Và vậy bao giờ mới nghỉ ngơi thư giãn? Bao giờ đến tuổi về hưu? Biết bao giờ mới đến tuổi về hưu? Rồi đến tuổi về hưu đã thấy nhàn chưa? Chưa. Tới tuổi về hưu lại lo cho con, lo cho cháu, lo chăm sóc nhà cửa, rồi đủ thứ lo lắng khác. Chẳng bao giờ mà thấy mình nhàn hạ được. Cho nên hãy biết nhàn, tức là nhàn. Đợi nhàn, biết bao giờ mới nhàn. Lúc mình nghỉ ngơi, lúc mình thư giãn, lúc mình cầu nguyện, lúc mình dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, đó là lúc nghỉ ngơi, đó là lúc nhàn hạ đấy. Có những người nói, thưa cha, hôm nào mà không nghe giảng con cảm thấy nó bức, rất khó chịu lắm. Một năm vừa qua, thú thật với anh chị em, ngày nào cũng lo xào nấu nướng đủ thứ những món ăn tinh thần cho anh chị em. Làm sao để anh chị em không cảm thấy nhàm chán? Làm sao cho anh chị em cảm thấy không có cái quan niệm là quen quá hóa nhàm? Để làm sao mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi cảm thấy có cái gì đó mới, mỗi ngày mỗi cảm thấy có cái gì đó học hỏi, có cái gì đó để mình khám phá hơn. Và khi làm cái điều đó thì chính chúng tôi cũng thấy phải cảm ơn anh chị em. Vì nhờ có anh chị em mà chúng tôi có động lực để mà làm. Nói theo kiểu thế gian, cảm ơn nhờ anh chị em mà chúng tôi không bị thất nghiệp. Nếu anh chị em mà không thưởng thức những món ăn này, chúng tôi biết làm cái gì giờ? Tôi thất nghiệp. Cho nên chân thành cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh chị em vì nhờ đó mà chúng tôi có công ăn việc làm. Anh chậm hỏi, vậy cha làm, tôi con đâu có trả công cho cha đâu, có trả lương cho cha đâu. Tôi phải mơ ơn anh chị em, hà cớ gì anh chị em phải trả lương cho tôi. Chúng ta nói như Chúa nói, sau mỗi công việc chúng ta chỉ bảo rằng là, lạy Chúa, chúng con chỉ làm những gì chúng con phải làm. Là đầy tớ vô duyên, vô dụng. Có nghĩa là không có gì gọi là công lệnh của chúng con cả. Mà chúng con chỉ làm cái bổn phận Chúa trao. Mà được Chúa trao là phúc rồi. Chúa tin tưởng Chúa mới trao chứ. Đúng không ạ? Thương lắm mới nhờ đó. Chứ không thôi cho ngồi chơi, ráng chịu à nha. Thích ngồi chơi sơi nước, cho ngồi chơi sơi nước luôn. Lúc trước giờ mấy em bảo hôm cha nay ngày cuối cùng 31 tháng 12. Còn mỗi tờ lịch cuối cha đang giảng rồi, xong con xé lịch. Và anh xé gì nữa mà xé, thay lịch mới chứ còn gì nữa đâu mà xé. Nói vậy có nghỉ ngơi gì không cha? Bảo người ta càng lễ thì mình càng phải làm gấp đôi. Người ta càng lễ thì mình phải làm gấp đôi. Người ta nghỉ thì mình vẫn cứ giống như là thở. Ngủ chưa? Ngủ có thở không? À? Chứ bộ ngủ không thở à? Có những người ngủ xong rồi không thở nữa. Đi đâu rồi? Bên kia rồi. Nói anh kia bảo mai con đi Bắc. Anh kia bảo thôi nhá, anh đi nhá. Bảo anh về Bắc chứ, nói anh đi nghi có vẻ hơi trù tôi quá. Đi giống như đi về bên kia thế giới. Giống như đi luôn. Bảo thì cũng tính đi luôn. Đi đâu đi nhập ngũ. Bảo tuổi anh ai cho nhập ngũ. Bảo nhập ngũ bên kia. Tôi nói không dễ nhập ngũ đâu anh ơi. Muốn nhập ngũ là phải có điều kiện sức khỏe. Nhập ngũ bên kia điều kiện sức khỏe là gì anh biết không? Giai đoạn cuối mới được nhập ngũ. Anh đang khỏe với ai cho nhập ngũ? Rất là lạ vậy đó. Đi lính thế gian này thì phải có sức khỏe mới cho nhập ngũ. Còn đi bên kia là những nào còn khỏe là loại hết. Nào giai đoạn cuối thôi. Nào bác sĩ chê thôi. Nào bác sĩ bó tay thì lúc đó thì đấy, ta đón nhận hết. Thì nhìn, mình nhìn lại một năm vừa qua 365 ngày chúng ta chưa có nào đi nhập ngũ phải không? Còn đang ngồi đây nghe là chưa đi nhập ngũ, mình còn ngồi đây là tức là mình còn thở và còn sống. Thì khi mà mình không ăn mình đói,
không uống thì mình khát, uống tí đi đã rồi nói chết tiếp. Không uống thì mình khát, tức là của ăn của uống nuôi phần xác mình, còn phần hồn mình nữa chứ, còn phần hồn nữa chứ. Người là con vật mà có tư duy, có suy nghĩ mà, có đời sống tâm linh mà. Cho nên để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, mỗi ngày chúng tôi xào nấu những món ăn tinh thần cho anh chị em là vậy. Khi anh nấu ăn, anh có nếm không? Có nếm không? Nếm xong anh có cần ăn nữa không? Thì ra nó no rồi, ra nãy giờ nó nấu nếm gần nó no rồi, ra đâu còn ăn nữa. Rồi cảm ơn anh chị em, nhờ có anh chị em mà chúng tôi cũng được ăn ké, cũng được no. Mấy em mà làm hậu kỳ, khi mà dựng một video, một bài giảng để đưa lên mạng cho anh chị em, giờ tôi mới thấy không có đơn giản. Phần tôi đã xong nhé, vừa cầu nguyện, vừa dọn bài, vừa chia sẻ, làm hết sức nhé. Còn anh em dàn dựng dụng cụ nhé, hoa nến các thứ nhé, rồi cái người thu âm nhé, về chỉnh lại âm thanh cho nó gọn gàng, không có bị những tiếng ồn hay là tiếng tập âm. Vậy mà cũng bị phản ánh, thứ ra hôm nay có tiếng ho, thứ ra hôm nay có tiếng nước chảy, đủ hết. Rồi sau đó thì lại hình ảnh, có những hình ảnh nào mà nó muốn thay đổi hình ảnh để lấy những cái hình bên ngoài thì lại bị bản quyền, giờ không được tự do lấy những hình nghệ thuật mà đem lên nữa, là họ cắt luôn. Cho nên là để mình cái mặt tôi thì nhìn nó cũng buồn chán chết đi được, nhìn mà phát ngán lắm rồi, vì không cách nào khác được. Anh em phải ngồi suy nghĩ cách nào rồi sao cho hình ảnh và âm thanh nó ráp vô khớp với nhau. Có lần máy trục trặc, cha ơi, cha nói xong miệng, nghe xong rồi miệng cha mới mở, hoặc là cha mở miệng trước khi nói, không mở miệng sau nói, bảo không phải, là vì con nhìn thấy miệng cha nó mở ra rồi thì con mới nghe được âm thanh, đáng nghĩa là phải cha mở miệng là con phải nghe được. Họ tinh đến mức độ như vậy, rồi vất vả lắm, các em nó phải ngồi nghe lại. Cho nên các em bảo thưa cha, chúng con hãnh diện là người được nghe giảng đầu tiên, không những một lần mà phải hai lần, nghe xong lần rồi cắt xén gọn, rồi xong nghe lại lần nữa êm, rồi mới post lên mạng. Vậy mà còn biết bao nhiêu lỗi, thưa anh chị em. Mình mới thấy được rằng đây là công cuộc của Chúa. Chúa nói với Faustina là đây là công cuộc của ta, con không có công lênh gì trong công việc này hết, con chỉ làm những gì con phải làm mà thôi. Chúng tôi cũng thấy thôi, và làm tất cả những gì mình có thể làm được bằng sức của con người và ơn của Chúa. Có người nói thôi cha ơi, kệ nó đi, mình cây nhà lá vườn xào nấu vậy được rồi, chưa nhà hàng năm sau mắc lắm mà chưa chắc đã ngon. Con đi ăn một cái tô yến, nó gọi là gì, bào ngư, mời đi ăn tô, làm phép nhà xong ra ăn tô bào ngư, nói nhà con khổ nấu thôi cho đi ăn tô cháo cho nó đỡ đói, tôi tưởng tô cháo thì thôi được rồi đi ăn. Đưa vào nhà hàng lấy tô, bảo là tô bào ngư, tôi cũng thấy giống như tô cháo thì có gì đâu. Ăn xong gọi tính tiền bao nhiêu, 5 triệu một tô, 5 triệu đồng một tô này, 5 triệu tôi ăn cả 10 người chưa hết đi chứ, phải không? Thế bảo thôi ra kệ đi, bảo ngư vậy chứ vừa mắc tiền chưa chắc đã ngon đâu. Mà quả thật nếu họ đặt vấn đề với tôi cũng suy nghĩ trước mặt Chúa là nếu mà anh chị em có một trung tâm giống như là Asia hay là Paris by Night với đầy đủ tất cả những chuyên viên âm thanh, kỹ thuật, ánh sáng, đạo diễn đủ mọi cái dàn dựng, để cho mỗi ngày tôi đến tôi chỉ việc xách ca táp đếm vô ngồi giảng xong đi về, còn mọi cái ai làm gì làm, chuyện gì xảy ra? Trời, âm thanh tuyệt vời, ánh sáng tuyệt vời, hậu kỳ tuyệt vời, cái gì cũng tuyệt vời, có mỗi cái không tuyệt vời. Đúng anh chị em biết. Và nhìn phải giật mình ngơ ngác. Tại vì bây giờ mình cứ nhìn cái số người theo dõi gọi là view phải không? Viewer. Những người theo dõi. Chả thấy ai cả. Lơ ngơ vài người lướt qua rồi đi. Sao kỳ vậy? Vì đó là công cuộc của con người, không phải của Thiên Chúa. Mà công việc của con người thì
chả có người nào thích. Vì họ đi coi văn nghệ sướng hơn, họ coi siếc, coi ca nhạc sướng hơn. Vô đây mình nghe ông cha Long lại nhảy nói cái gì để làm gì mất thì giờ. Dù cái làm hay mấy gì hay. Cho nên tôi mới ngồi tôi bảo Chúa rằng thôi Chúa, vậy thì tụi con cứ làm như vậy được. Chúa bảo cứ làm vậy đi. Rồi con phải nhớ rằng ta nói linh mục nào rao giảng lòng thương xót của ta, ta sẽ sức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời người ấy nói ra mới đi vào trái tim của người nghe. Đó là ta sức dầu môi miệng con, chứ không phải kỹ thuật, khoa học, phương tiện, tối đa, tối ưu, không phải. Những ngày xưa, các bạn nhớ gần 15 năm trước không? Chúng ta làm bằng những cái CD để có 10 bài giảng. 15 bài, 20 bài là hết cái CD, cái đĩa nó đầy rồi. Làm DVD thì còn ít hơn nữa. Làm gì mà được coi như vậy, một bài giảng mà một tiếng hồ này thì được có một đĩa thôi à. Mà mỗi ngày một đĩa thì một năm 365 ngày thì anh chị em có một đống đĩa vậy là thao hồ mà rửa chân đĩa. 365 cái CD hay cái DVD vậy, mỗi ngày một bài như thế này. Còn bây giờ thì chỉ, nãy nó bảo, chà, mỗi cái thẻ nhớ bằng đúng cái móng tay, nhét hết một năm bài giảng của cha vào đó cũng được. Một tê mà, thao hồ mà nhét. Thí dụ thế. Thì hôm nay ngồi gọi là tản mạn chuyện cuối năm với anh chị em trong ánh sáng lời Chúa, mới thấy được là khi mình nói lời Chúa thì phải có Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tác động nơi người nói cũng như người nghe. Chúa Thánh Thần tác động và làm việc nơi tất cả những người cộng tác vào công việc này. Và Chúa bảo đó là công cuộc của ta, và chính ta điều khiển, ta sẽ làm cho công cuộc ấy đến đích như là ta dự tính, như là chương trình của ta, chứ không phải theo chương trình hay dự tính của con người. Vì thế mà anh chị em mới cứ thắc mắc là ốc đảo lòng thương xót Chúa, nghe nói dự án nó cả 2 năm nay rồi, 3 năm nay rồi, bao giờ thì nó thành? Tôi nói khi mình cứ hỏi như thế, tức là dự án của con người, công cuộc của con người, Chúa nói ta không biết, đó là chuyện của con, ta không biết. Còn bây giờ để cho Chúa lo, để cho Chúa tính. Chúa bảo đầu tiên mỗi người là một ốc đảo lòng thương xót Chúa trước đã, phải không? Xây dựng ốc đảo lòng thương xót nơi mỗi con người mình, hàng ngày được nuôi dưỡng bởi lời Chúa. Mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em món ăn luôn luôn không thể thiếu là lời Chúa trong suốt 15 năm nay rồi. Nếu mà tính cứ nhân ra 15 năm mà mỗi ngày một bài giảng không, một năm là 365 ngày, 10 năm là bao nhiêu bài? Là 3650. Mà 15 năm là bao nhiêu? 365 chia đôi được bao nhiêu? 18 ngàn 8 nữa, 3600 cộng ngàn 8 nữa, khoảng 5000 bài giảng, khoảng đó, phải không? Khoảng 5000 bài giảng rồi. Mà 5000 bài giảng ấy, thưa anh chị em, đó đâu phải là công cuộc của con người. Mà có nhiều người nghe rồi được ơn trở lại, nhiều người nghe thì được ơn chữa lành, nhiều người nghe thì được ơn nghe lời Chúa, vì trước không muốn nghe, đó là cái ơn. Như vậy thì đâu phải do con người làm, đâu phải do lời của tôi, đâu phải do công sức của tôi hay là của những anh chị em cộng tác, mà hoàn toàn do quyền năng lòng thương xót Chúa. Tôi xác định, tôi khẳng định lại một cách rất rõ ràng và chính xác với tất cả niềm tin của tôi rằng là đây là công cuộc của Chúa. Vì nếu không, chẳng có ai vào, chẳng ai nghe. Mà nếu tôi tưởng rằng tôi làm ngon, Chúa đã cho tôi một năm vừa qua một vài biến cố xảy đến, nhỏ thôi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Thắng giọng tới 10 lần mà không ra tiếng. Chỉ có hơi mà không có âm. Hơi thở ra được, phèo phào, đạp cho ra, đạp, đạp, đạp. Chú bảo đó, mày làm gì mày làm đi. Anh em bảo thưa cha chú con chuẩn bị hết rồi ạ. Này âm thanh mới ạ. Này
hoa mới cắm à, nến đèn mọi cái xong hết rồi mời cha. Tao nói cái gì bây giờ? Ờ Chúa à, cố gắng, không ra hơi là không ra, không nghe được là không nghe được. Đủ mọi thứ, chanh rồi thì mật ong rồi thì đủ cái thứ, vẫn không ra hơi là không ra hơi, không phát âm được là không phát âm được. Thế mới thấy rằng là đừng tưởng rằng là đó là việc của mình nhé. Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là bỏ đi, không làm được cái gì hết. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngồi nhìn lại để thấy được rằng là chúng ta đang bước đi trong ánh sáng. Mà Thánh Gioan nói rằng là nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Chúng ta có thể nói rằng nhờ người mà công cuộc của chúng ta được Chúa chúc phúc. Nếu Chúa không chúc phúc thì không có công cuộc nào được thành đạt hết. Một năm vừa qua, với những biến cố lớn nhỏ xảy đến, cá nhân, gia đình, cộng đoàn, với những thử thách, mà nếu không có Chúa thì thưa anh chị em, tôi không còn ngồi đây với anh chị em được đâu. Một là lý do sức khỏe không cho phép nữa. Hai là có sức khỏe thể xác thì tinh thần mình nó cũng lú lẫn, nói trước quên sau. Đó. Thứ ba, cho dù là sức khỏe có tốt, đầu óc có minh mẫn, nói cũng chẳng ai muốn nghe vì không có ơn Chúa. Không có ơn Chúa. Có rất nhiều người có sức khỏe chứ, có rất nhiều người có bằng cấp chứ, có rất nhiều người trình độ chứ, kiến thức uyên thâm nữa. Mà nói người ta không nghe thì sao? Anh chị em đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không? À, thì đó là mình mới thấy rằng là tất cả là hồng ân. Hallelujah! Tạ ơn! Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Tập đi. Tập lúc nào cũng nói được câu đó đi. Vì chúng ta đang là những người đi theo Đức Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Chúa nói công cuộc lòng thương xót Chúa đây, công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa đây, nói với thánh nữ Faustina. Ma quỷ, Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Satan, ma quỷ là bóng tối. Thiên Chúa, Đức Kitô là ánh sáng, đến chiếu rọi. Và lòng thương xót Chúa đi đến đâu thì người ta từ bỏ Satan, quay trở về, và được ơn trở lại, được ơn sám hối, được ơn hoán cải. Từ những người xì ke, những người rượu chè, những người cờ bạc, những người mê đắm cá độ, rồi sắc dục, rồi bỏ bê vợ con, rồi thì đủ thứ hết. Những người ấy, và đặc biệt là những người ngoại giáo, những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, được ơn quay trở về, được ơn hoán cải, được ơn nhận biết Chúa. Thì Satan, thù nghịch với ánh sáng, là tìm mọi cách để chống phá công cuộc này. Chúng tôi biết rõ điều đó, từ bên trong lẫn bên ngoài. Từ bên trong, điều mà Thánh Gioan trong bài đọc 1, Thánh Gioan Tông Đồ nói rằng là hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến. Thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô sẽ xuất hiện. Do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Và nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ, không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Nếu anh chị em coi những bộ phim hình sự, thì có những nhân vật đóng vai gọi là nội gián, nhập vào trong nhóm, như là người của nhóm, mà không phải là người của nhóm.
tìm moi tin tức rồi chống phá tổ chức ấy, chống phá nhóm, chứ không phải là để xây dựng nhóm. Nhưng bên ngoài không ai biết được. Trong giáo hội cũng vậy, cũng có nhiều phản Kitô lắm, cũng có nhiều người nhìn có vẻ đạo đức lắm, nói năng hoạt bát, giảng đạo các thứ vân vân và vân vân, nhưng mà cuối cùng là những phản Kitô chống phá lại giáo hội, tìm mọi cách để mà bôi nhọ hội thánh, từ Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, phản Kitô nhiều lắm. Cho nên trong tuần Kiều Nhật kính lòng thương xót Chúa, nếu mà anh chị em để ý đọc thì chúng ta thấy là trong ngày thứ năm tuần Kiều Nhật kính lòng thương xót Chúa, Chúa nói: hôm nay con hãy dâng lên ta những người lạc giáo và ly giáo, hãy nhận chìm họ trong đại dương lòng thương xót của ta. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của ta, chính họ đã xé nát thân mình và trái tim ta, tức là giáo hội của ta. Khi nào họ trở về hợp nhất với giáo hội, lúc đó các thương tích của ta mới được lành, và nhờ đó họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của ta. Đấy, thương chị em, và lời cầu nguyện là lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót là chính sự lân ái. Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa linh hồn những người lạc giáo và ly giáo. Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với giáo hội. Đừng để họ lìa khỏi trái tim từ bi lân ái Chúa, nhưng xin dẫn họ về để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo, từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban, lạm dụng các ân huệ của Cha vì sự cố chấp trong sự lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ, nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí Thánh Cha và cuộc khổ nạn cay đắng của người. Vì họ, người đã gánh chịu đau khổ, và trái tim vô cùng từ bi của người vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về, để họ cũng được tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời. Thưa anh chị em, điều mà Gioan nói trong ngày hôm nay 31 tháng 12 trong bài đọc 1 chúng ta nghe. Và anh chị em nhớ làm tuần Kiều Nhật thì có ngày thứ 5 trong tuần Kiều Nhật là cầu cho lạc giáo và ly giáo. Và trong công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa cũng có rất nhiều người bị lung lạc bởi những người họ hay đâm bị thóc, thọc bị gạo, họ hay ném đá dấu tay, họ hay thọc gậy bánh xe, làm cho cộng đoàn của mình, những anh em đâm ra nghi ngờ nhau hoặc hoang mang hoặc nghi nan ngờ vực. Chúng tôi biết ngay cả ông nhóm anh em làm việc với nhau cũng vậy, cũng có những người xen vào rồi cứ kéo bè kéo đảng, rồi cứ nói ngang ra, không cộng tác thì chớ, nhưng mà lại cứ bàn ngang ra, bảo đi tĩnh tâm thì bảo tĩnh tâm làm cái gì, bảo đi công tác thì bảo đi công tác nó mệt lắm, bảo đi bộ thì bảo đi bộ nó mất thì giờ, lên xe thì bảo lên xe tốn xăng, cái gì họ cũng có nói được. Họ tìm một cách làm gọi là nản chí anh hùng, làm mất hết tinh thần của chiến sĩ. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho những người ấy. Nhưng mà Chúa Giêsu sắc tín rằng là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Chúa nói với Faustina: con đừng sợ, khi đi loan truyền lòng thương xót của ta, công cuộc ấy sẽ có nhiều chống đối. Satan sẽ tìm mọi cách chống phá, và thậm chí nó dùng bàn tay của những người đạo đức để mà làm công việc đó. Nhưng hãy an tâm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta cho phép nó làm được đến mức độ nào, chống phá đến mức độ nào thì nó mới được làm, để thử thách lòng tín thác của những người tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Nhưng cuối cùng công cuộc ấy phải đi đến đích. Cách nào, khi nào, như thế nào đều nằm trong tầm kiểm soát, trong chương trình, trong dự tính của Thiên Chúa hết. Cho nên chị em an tâm. Anh chị em an tâm. Có thể Chúa nói với Faustina, những người mà Chúa trao cho công việc, có khi họ chết đi họ cũng chẳng nhìn thấy thành quả đâu.
thường là họ chỉ sau khi qua đời họ mới nhìn thấy được cái thành quả đó. Chúng ta thấy có rất nhiều vị thánh lúc mà sống thì bị hàm oan, đúng không ạ? Bị, có những vị thánh còn bị vạ nữa, bị treo chén nữa, rồi bị ra tòa nữa, rồi bị vu vạ cáo gian, đủ thứ những tội khủng khiếp lắm. Có khi chết như là Đức Giêsu, chết như là một tên gian phi, giữa hai kẻ gian phi như vậy. Nhưng mà sau khi Ngài chết, sống lại vinh quang, mới nhận được ra quyền năng lòng thương xót của Chúa. Thì chúng ta cũng thế thôi. Công cuộc của mình làm đôi khi nhắm mắt lìa đời vẫn chưa thấy đi đến đâu cả. Nhưng mà không có nghĩa là không có ý nghĩa, không có giá trị. Vì Chúa nói rằng là ta ban thưởng cho con không phải bởi kết quả hay hiệu quả công việc con làm, nhưng mà bởi những gian lao vất vả thử thách của con khi làm công việc đó mà con vẫn trung tín làm với tất cả tình yêu. Như thế là đủ rồi. Cho nên đừng vội nhìn vào kết quả bên ngoài mà đánh giá. Một năm đã qua, chúng ta không nhìn lại kết quả bên ngoài để đánh giá mình đã làm được cái này, làm được cái kia. Nhưng trước mặt Chúa, mỗi người hãy nói: lạy Chúa, con đã cố gắng hết sức, con là người đầy tớ vô dụng, xin Chúa tha thứ những thiếu sót và bù đắp những thiếu sót đó của con. Xin cho con được tiếp tục làm người đầy tớ để phục vụ lòng thương xót Chúa. Một năm qua, nhìn lại, anh chị em thấy có những chiếc máy, mà chúng tôi đã gửi đến anh chị em là những radio, gói radio thơ tình lòng thương xót, radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, radio các bài giảng lòng thương xót, radio nhật ký Faustina. Thưa anh chị em và các bạn, chúng tôi nhìn lại mới thấy đây là công trình của Chúa. Radio thơ tình lòng thương xót kết thúc năm mà chúng tôi có 52 điểm hẹn Chúa Nhật 2021 với 46 nước ở trên thế giới, đi du lịch hết 46 nước trên thế giới và 6 địa danh ở Việt Nam. 52 Chúa Nhật ấy, mỗi Chúa Nhật là một chuyện tình ở một nước. Và khi đến nước ấy, anh chị em được thấy, được nghe, được nhìn những thắng cảnh, những danh lam, những kỳ tích, những công trình của đất nước ấy cùng văn hóa để mở rộng sự hiểu biết. Rồi nghe lại những bài nhạc xưa, những bài nhạc bất hủ vượt thời gian và không gian. Mà đặc biệt nhất là mỗi ngày Chúa Nhật đều áp dụng vào tin mừng ngày Chúa Nhật ấy trong lòng thương xót của Chúa. Điều khó là như thế. Nói về một đất nước, về một chuyện tình, với những danh lam thắng cảnh mà lại nằm trong bối cảnh là bài tin mừng và sợi chỉ đỏ xuyên suốt là lòng thương xót Chúa suốt 52 tuần lễ liên tiếp như vậy. Một cuốn sách và một radio thơ tình lòng thương xót năm 2021. Rồi đến cơn đại dịch thì lòng thương xót Chúa với bệnh nhân để gửi cho các bệnh nhân bị cô lập hoàn toàn thời COVID. Sau khi COVID đỡ rồi, bây giờ thì người ta lại càng tìm đến với radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân nhiều hơn nữa, vì lý do là có nhiều người bệnh nằm liệt một chỗ, người thân chăm sóc không thể nào mà nâng đỡ, an ủi hay cầu nguyện mãi được. Họ không có đủ sức, không có đủ kiên nhẫn và không đủ thời giờ. Thì radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân làm tất cả những công việc để nâng đỡ tinh thần cho những người bệnh. Tâm lý họ được ổn định, họ chấp nhận cái đau thương, bệnh tật và sống trong tín thác. Chúa thương, Chúa chữa lành. Chúa thương, Chúa cất về. Chúa thương, Chúa để chịu đựng cơn bệnh ấy vẫn luôn bình an. Đây là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, thưa anh chị em. Rồi sau đó là radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Đọc một cuốn sách dày suốt 3 năm, rồi mỗi ngày đọc lại từng đoạn, rồi suy gẫm về cái đoạn đó, áp dụng đoạn đó vào trong cuộc sống của tông đồ lòng thương xót Chúa như thế nào. Chứ không phải đọc hết từ đầu đến cuối, xen kẽ những lời cầu nguyện, những bài hát để anh chị em nhật ký mà,
có nghĩa là từng ngày, chứ không phải là toàn tập nghe một lần cho xong. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Rồi sau đó là các bài giảng lòng thương xót Chúa năm 2021 trọn vẹn ở trong này. Năm 2020, rồi chúng ta làm năm 2021. Để chuẩn bị sắp tới là năm 2023 thì làm các bài giảng của năm 2022. Đây là những bài giảng lòng thương xót Chúa radio mới nhất. Và tháng 11 vừa qua là radio Chuyện Các Thánh. 3 năm chúng tôi đọc Chuyện Các Thánh cho anh chị em. Sau mỗi câu chuyện Các Thánh áp dụng như thế nào? Các Thánh đã sống lòng thương xót Chúa ra sao? Rồi ngày hôm nay mình áp dụng như, theo gương Các Thánh mình áp dụng thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào để mình cũng được nên thánh như các ngài. Vì chúng ta được mời gọi là các con hãy nên thánh như Cha các con trên trời là đấng thánh. Noel, năm mới, mỗi người có thêm một món quà đặc biệt mới nhất là Radio Hiệp Hành Lòng Thương Xót. 52 tuần lễ, 52 điểm hẹn Chúa Nhật, hiệp hành với bác sĩ, ca sĩ, y sĩ, với người có đạo, với người không đạo, với người Việt Nam, với người Việt Kiều, với người giàu, với người nghèo, với đại gia, với toàn gia, đủ mọi loại hạng người. Họ là những người mà đã hiệp hành với lòng thương xót. Đúng hơn là lòng thương xót Chúa hiệp hành với họ. Họ chia sẻ lại cái cảm nhận ấy như thế nào? Đúng với chủ đề là một giáo hội hiệp hành. Hiệp hành là lối sống của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco kêu mời mọi người hưởng ứng năm hiệp hành năm 2023 đỉnh cao sau 2 năm chuẩn bị 21 và 22. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để anh chị em có thể lên đỉnh cao của sự hiệp hành lòng thương xót 52 điểm hẹn Chúa Nhật, món quà Giáng sinh và Noel. Và cuối cùng là cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết về lòng thương xót? Đây, cuốn sách này trả lời. Với cuốn sách này, chúng ta có chuỗi lòng thương xót, rồi chuỗi lòng thương xót để chữa bệnh về mặt tâm linh, năm mặt. Rồi những kinh nguyện để xin ơn chữa lành, Chúa Minh Côi, Trạng Đảng Thánh Giá lòng thương xót, những bài hát lòng thương xót Đức Mẹ các Thánh, và những tư liệu về lòng thương xót Chúa để anh chị em biết về Thánh Nữ Faustina, biết về lòng thương xót Chúa như thế nào, lần chuỗi làm sao, rồi ảnh lòng thương xót Chúa ra sao. Tất cả tóm gọn trong kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Người có đạo nhiều khi đọc kinh mà không thuộc, mở ra. Những người đang học đạo có sách để mình đọc những gì cần thiết nhất cho kinh, kệ giáo lý. Đặc biệt là hôm nay 31, anh chị em ở bên nước ngoài không có mừng Tết dân tộc như chúng tôi ở Việt Nam, thì đêm hôm nay, đêm 31 tháng 12, giao thừa, anh chị em có phần phụ lục là đón lòng thương xót Chúa, nghi thức đón lòng Chúa thương xót vào gia đình ngày đầu năm. Đêm hôm nay 31 tháng 12 hoặc sáng mai mùng 1 tháng Giêng, anh chị em có thể thực hiện nghi thức đón Chúa vào gia đình của mình để năm mới mình được tràn đầy bình an, tràn đầy ân sủng nơi lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II. Nghi thức đón Chúa lòng Chúa thương xót vào gia đình ngày đầu năm, đêm giao thừa hoặc là mùng 1 Tết. Đấy là những gì mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau để biết rằng chúng ta đang bước đi trong ánh sáng. Nhờ ánh sáng của Chúa, chúng ta được Chúa soi sáng. Nhờ được Chúa soi sáng, chúng ta làm được những gì Chúa muốn, dâng lên Chúa tất cả những thành quả. Đây là những gì chúng ta đã làm hết sức của mình, và tất cả là ơn của Chúa, chứ không có gì của chúng con trong đây cả. Tất cả là của Chúa, cho vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn. Xin Chúa thương chúc lành cho chúng con, tha thứ cho chúng con những thiếu sót trong năm vừa qua, và chúc lành cho những dự án, những chương trình năm mới của chúng con, với ước mơ mọi người có được một ốc đảo lòng thương xót,
có nơi để quy tụ, có nơi để đi về, có nơi để cầu nguyện, có nơi để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, nhất là những người đau ốm bệnh tật, thân xác tâm hồn, những người tội lỗi và những người ngoại giáo. Mời anh chị em và các bạn cùng mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9, đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặng lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Kết thúc tuần Bát Nhật Giáng sinh, mình xem cùng hướng về Bethlehem và hát lên lời tôn vinh chúc tụng lòng thương xót nhập thể qua bài hát Hang Bethlehem. Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa, trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát reo rắt tiếng hát sướng ca vương loan xa, đây Chúa thiên tòa Giáng sinh vì ta. Người hỡi hãy kịp bước tới nơi hang Bethlehem, ôi Chúa Giáng sinh khó khăn thấp hèn. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em một năm mới vui tươi, bình an, tràn đầy ân sủng lòng thương xót của Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh vượt thắng muôn tội đời.